Chúa chúng ta, Alleluia. Lạy Cha thánh con xin dâng lên lời ca chúc con Cha nơi dâng cao, lòng vui sướng Chúa ở trong con. Thank you.
trên xe cuộc đời vun vút lăn bánh sẽ đưa ta về đâu, đến những chặng dừng đôi khi hạnh phúc cũng may khi lệ tuôn, và rồi ta vẫn nhìn xem chính ngài niềm tin của con
Tôi xin đọc lời Chúa được chép trong sách Côrintô 1, đoạn 7, từ câu 1 đến câu 16. Bây giờ tôi xin đề cập đến những vấn đề anh chị em đã viết để hỏi tôi, tức vấn đề về đàn ông không đụng đến đàn bà là tốt. Tuy nhiên, để tránh sự gian dâm, mỗi người nam nên có vợ và mỗi người nữ nên có chồng. Chồng phải làm tròn bổn phận đối với vợ và vợ phải làm tròn bổn phận đối với chồng. Vợ không có quyền làm chủ thân thể mình nhưng là chồng. Cũng vậy, chồng không có quyền làm chủ thân thể mình nhưng là vợ. Vợ chồng đừng từ chối nhau, trừ khi hai người đồng ý dành một thời gian để dốc lòng cầu nguyện. Sau đó, hai người hãy ăn ở lại với nhau. Kẻo khi anh chị em không tự chế nổi, Satan sẽ cám dỗ anh chị em. Điều tôi nói đây là sự nhân nhượng, chứ không phải mệnh lệnh. Tôi mong tất cả quý ông đều như tôi. Nhưng mỗi người được Đức Chúa Trời ban cho mỗi ơn riêng. Người được ơn này, kẻ được ơn khác. Đối với những người chưa lập gia đình và những người đang ở quá, tôi xin đề nghị rằng, nếu họ cứ ở được như vậy, giống như tôi thì tốt. Nhưng nếu họ không thể tự chế, họ nên lập gia đình. Vì thà lập gia đình còn hơn để dục tình un đốt. Đối với những người đã lập gia đình thì tôi, không phải chỉ tôi mà Chúa nữa, truyền lệnh này, vợ không được bỏ chồng. Nhưng nếu vợ đã ly thân với chồng, bà ấy phải ở độc thân hoặc phải làm hòa lại với chồng. Và chồng cũng không được ly dị vợ. Đối với những người còn lại thì tôi nói, tôi chứ không phải Chúa nói. Nếu anh em nào có vợ không tin Chúa và người vợ ấy bằng lòng sống đời với mình, anh em đó không được ly dị nàng. Nếu một người vợ có chồng không tin Chúa và người chồng đó muốn sống suốt đời với nàng, nàng không được ly dị chồng nàng. Vì người chồng không tin Chúa nhờ người vợ mà được mối liên hệ thánh, và người vợ không tin Chúa nhờ người chồng mà được mối liên hệ thánh. Nếu không, con cái của anh chị em đều bị ô uế. Nhưng bây giờ chúng đều có mối liên hệ thánh. Nhưng nếu người bạn đời không tin Chúa, nhất định đòi phải dứt khoát chia lìa, hãy để người ấy chia lìa. Trong trường hợp đó, người anh em hay chị em không còn bị ràng buộc nữa, vì Đức Chúa Trời đã gọi anh chị em sống hòa bình. Vì hỡi người làm vợ, biết đâu chị em sẽ cứu được chồng mình, và hỡi người làm chồng, biết đâu anh em sẽ cứu được vợ mình. Hồi sáng tôi nói thì có một người nói với tôi rằng mục sư nhớ đi cẩn thận, bảo vệ vì cám dỗ nhiều lắm. Tôi nói mà tôi đi với lại mấy ông mục sư kia đó, làm sao mà nhúc nhích đi đâu được. Thì cái chị chỉ nói vậy cũng phải cẩn thận thôi, tại tối có người gõ cửa. Tôi nói tôi đâu có khách sạn đâu gõ cửa, tôi ở với em tôi bên đó làm sao mà được. Thì chỉ nói rằng không được. Tại vì có một ông đó, ông đi đổ rác 10 phút không á mà ông cũng ngã. Tôi nói là tôi hứa sẽ không đi đổ rác. Quý vị nhớ cầu nguyện cho tôi. Thưa Hội Thánh, tôi có một người chị họ. Bây giờ chị sáu mấy tuổi rồi, con cái đầy đàn, gia đình rất là vui vẻ, tốt đẹp. Nhưng mà có lần chị thuật lại là hồi chị lập gia đình khoảng năm 20 mấy tuổi đó, thì cái anh rể của tôi đó, thì hồi đó làm quen với chị bằng cách tới nhà chơi và nói chuyện, không có được đi đâu hết á. Mà mỗi lần nói chuyện là có hai bác tôi rồi có nguyên đàn em của chị ngồi kế bên nghe nữa. Tôi không biết hai người làm sao quen với nhau được, tôi không biết. Nhưng mà anh chỉ nói là có một lần đó khi anh về đó, anh chào về xong rồi anh bắt tay chị. Thì chỉ nói là ảnh về rồi, chỉ vô ở trong phòng tắm, chỉ lấy xà bông, chỉ rửa tay quá chừng. Tại chị nghe nói đụng tay đàn ông có thể có bầu. Tôi vô cùng ngạc nhiên, tại ông bác tôi là ông đi dạy học. Mà sao ông dạy như thế nào mà chị tôi tưởng vậy? Thì tôi nghĩ đây là chuyện
Chúng ta cũng dễ hiểu về chuyện luyến ái, chuyện chăn gối là những chuyện thuộc loại là tế nhị, ít được nói tới. Gia đình đàng hoàng không có nói tới, gia đình bác tôi là gia đình nhà giáo không có nói tới. Và vì vậy, hội thánh mà hội thánh Việt Nam cũng không có nói tới. Dường như cái chuyện này không phải là chuyện thanh cao, mà không nói tới thì người ta vẫn làm, mà hại là nhiều lúc làm không đúng, không tốt. Mà chúng ta biết chúng ta đang sống ở trong một cái hoàn cảnh mà nếu chúng ta không nói tới thì phim ảnh nói tới cho con cháu chúng ta biết rồi. Mỗi lần chúng ta đi chợ là ở ngay chỗ trả tiền đó là có nhiều tạp chí mỗi tuần dạy mấy chục kỹ thuật luyến ái. Thì như vậy thái độ của chúng ta như thế nào? Cho nên hôm nay chúng ta học với nhau ba điều theo lời dạy của Kinh Thánh. Thứ nhất, chuyện tế nhị này là chuyện mà Kinh Thánh đề cập. Chuyện thứ nhì, làm sao biết đâu là đúng, đâu là sai. Thứ ba, và là những hoàn cảnh khác nhau thì áp dụng như thế nào. Câu đầu tiên số 1 của đoạn 7 là câu khó hiểu. Đặc biệt là trong bản dịch truyền thống chép như thế này. Luận đến các điều hỏi trong thơ anh em, tôi tưởng rằng đàn ông không đụng đến đàn bà là hay hơn. Câu này hơi khó hiểu là tại vì nếu mà Chúa đã tạo dựng nên hôn nhân và Chúa nói rằng cả hai sẽ trở nên một thịt, thì tại sao ổng lại nói là đụng thì không tốt? Và vì vậy cho nên khi chúng ta suy nghĩ, học, nghiên cứu thì chúng ta mới thấy đây không phải là điều ông dạy. Tại nếu như vậy đó thì chỉ có những người phàm phu tục tử mới lập gia đình thôi. Giống như câu sau nói rằng để nhưng cho tránh khỏi mọi sự dâm dục thì mỗi đàn ông phải có vợ và đàn bà phải có chồng. Mà chúng ta khi học kỹ mới biết là câu thứ nhất này là cái câu mà sứ đồ Phaolô trích quan niệm thường nói tới thời đó. Nghĩa là trong hội thánh Corinto, trong thời đó, trong xã hội đó, mặc dù họ rất là phóng túng, thì có một nhóm suy nghĩ trong hội thánh và trong xã hội thuộc loại khắc kỷ, có nghĩa là họ quan niệm rằng đàn ông không có đụng tới nam với nữ, không có đụng với nhau thì là tốt hơn. Thì sứ đồ Phaolô nói về cái chuyện mà anh em viết mà hỏi tôi về chuyện đó đó, thì tôi nói rằng nhưng phải để ý, chuyện đó thì có thể có ý tốt đó, nhưng mà không phải là tại vì ông nói vấn đề thực tế thôi, ông không nói vấn đề thần học. Ông nói nếu như vậy, những người mà không được như vậy đó thì họ không lập gia đình đó, thì cái chuyện nó sẽ tồi tệ hơn. Và cho nên ông mới nói rằng để tránh những cái điều gian dâm thì mỗi người nam nên có vợ và mỗi người nữ nên có chồng. Điểm mà chúng ta cần để ý tại đây là sứ đồ Phaolô không lẩn tránh chuyện tế nhị mà đề cập trong sự dạy dỗ trong hội thánh. Và ngày nay nếu hội thánh không có đề cập, không đề cập cho các em, nếu gia đình không có đề cập thì internet sẽ đề cập, bạn bè các em sẽ đề cập. Và vì vậy chúng ta cần học cách đề cập với các em như thế nào. Cái quan niệm hồi xa xưa nói đàn ông đụng đàn bà không tốt, nó cũng giống như quan niệm nam nữ thọ thọ bất thân mà quý vị và tôi đã nghe. Hồi nhỏ tôi nghe câu đó là tôi hiểu liền, tôi nghĩ là thọ thọ là đời đời không bao giờ được đụng nhau. Nhưng mà khi học lại, chắc ở đây có một số người giỏi tiếng Hoa sẽ biết là cái chữ thọ đầu tiên á, có nghĩa là cho đi, chữ thọ thứ nhì có nghĩa là nhận về, thân có nghĩa là gần. Nghĩa là nam với nữ mà trao nhau cái gì đó đó thì không có được trao trực tiếp. Muốn trao nhau cái gì đó thì phải để cái món đó trên bàn rồi người kia lấy. Thì rõ không? Như vậy nam nữ thọ thọ bất thân có nghĩa là mà trao nhận cái gì á thì không có được làm trực tiếp. Và lý do cũng dễ hiểu là tại vì ông bà chúng ta nói rằng như vậy nam nữ gần nhau cũng giống như là lửa gần với rơm, thế nào cũng cháy. Và mỗi lần cháy là nó hư chuyện và vô cùng rắc rối. Cho nên họ dạy rằng hội hè đình đám
thì nam đứng một bên, nữ đứng một bên. Hồi đó quý vị vào nhà thờ có nhớ là nam ngồi một bên không? Nữ ngồi một bên không? Nam tả, nữ hữu, tôi còn nhớ. Sao bây giờ là quý vị lại ngồi chung như vậy? Như vậy có nghĩa rằng đôi khi những quan điểm ngay cả trong hội thánh là không phải làm theo lời Chúa dạy mà làm theo cái quan niệm của xã hội mình. Rồi chúng ta tự nhiên chúng ta làm như vậy mà chúng ta không biết. Và nếu như vậy thì nhiều lúc chúng ta nghiêng bên đây hoặc là nghiêng bên kia. Cho nên chúng ta cần biết được điều này. Khi không nói như vậy, không dạy như vậy, không nói nguyên tắc của Kinh Thánh thì đôi khi dẫn đến một tai hại là cho nhiều người có quan niệm rất là ghê sợ về vấn đề luyến ái. Có một người mẹ tâm tình với con gái mình sắp đi lấy chồng ngày mai nói rằng: con ơi, con phải ráng chịu đựng để có một đứa con. Có nghĩa là có cái chuyện gì ghê lắm mà chắc cũng không có dạy. Rồi để có con. Ngược lại thì hiện ngày xã hội chúng ta khiến cho cái chuyện luyến ái trở thành thần tượng và ai cũng theo đuổi. Cho nên làm thế nào, thứ nhất quý vị và tôi có thể nói với lại cái thiếu nhi này về chuyện đó. Chuyện đó mà tế nhị như vậy mà nói như thế nào? Tôi không biết, cái này là tôi học. Bây giờ tôi đọc lời hướng dẫn của chuyên viên thiếu nhi Tin Lành. Tôi đọc qua một lần là quý vị thuộc lòng liền phải không? Vậy tôi đọc nha. Là cha mẹ, chúng ta nên bắt đầu về việc dạy về giới tính bằng cách nói đến ý định tốt đẹp của Chúa từ đầu. Ngài đã tạo ra một người nam và một người nữ có thể sinh em bé bằng cách yêu thương nhau cách đặc biệt. Chúa cũng biết rằng một người nam và một người nữ sẽ nảy nở tình quyến luyến với người kia là bạn đồng hành đặc biệt của mình, kể cả việc vui hưởng sự khác biệt trong cơ thể của nhau. Rồi tùy theo lứa tuổi của tụi nó thì có khi nào nó nắm bắt được thì chúng ta có thể dạy rằng Chúa đã cho mối quan hệ hôn nhân giống như một dấu hiệu và một biểu tượng của tình yêu giữa ba ngôi Đức Chúa Trời và tình yêu mà Ngài dành cho con người. Như vậy, tình luyến ái cung cấp ít nhất ba bài học cơ bản mà con cái chúng ta có thể hiểu. Thứ nhất là sự kết hiệp đặc biệt yêu thương đó đem lại em bé. Thứ nhì là nó nuôi dưỡng tình yêu của mẹ và cha. Và thứ ba, để hướng chúng ta trở lại với tình yêu của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Quý vị thuộc lòng rồi phải không? Nhưng mà nói chung là chúng ta phải nói ý định tốt đẹp của Chúa. Sau khi chúng ta nói ý định tốt đẹp của Chúa thì chúng ta phải chỉ cho các em biết những cái sai, cái trật, cái lố bên ngoài. Tại vì chúng ta đâu có cản mấy em thấy những cái bản quảng cáo khêu gợi hay là những cái bài hát khêu gợi trong nhà hàng hay chỗ nào đó. Nhưng mà người ta nói rằng chúng ta đừng có bịt lỗ tai các em lại, nhưng mà chúng ta nói với các em, mượn cơ hội đó để chỉ cho các em là nếu lợi dụng với nhau như vậy, nếu không có quý trọng nhau thì nó ngược lại với cái điều Chúa dạy và nó sẽ có hại. Nhưng mà cái điều dạy tốt nhất không phải là lời nói, mà điều dạy tốt nhất đó là một cái không khí quyến luyến của cha mẹ đối với nhau trong cuộc sống yêu thương. Đây là hình ảnh lành mạnh và an toàn nhất mà con cháu chúng ta có thể có được. Còn nếu chúng ta nhìn với nhau lúc nào cũng đằng đằng sát khí thì các em sẽ không hiểu được tại sao cái điều đó là điều tốt đẹp. Quý vị biết trong hội thánh chúng ta có một bác đi Do Thái. Bác lấy hai cái chai nước, bác lấy nước của sông Giô-đanh. Sông Giô-đanh là chỗ mà Chúa Giê-xu làm phép báp têm đó. Bác đem về, bác tặng tôi, bác nói rằng khi tôi làm lễ báp têm thì tôi chế vào một chút để nó có liên hệ. Ý nghĩa rất là hay phải không? Người làm báp têm này cũng có liên hệ một chút với cái sông Giô-đanh mà Chúa làm lễ báp têm. Thì chuyện đó là chuyện có ý nghĩa rất là hay, bác suy nghĩ ra rất là hay. Chỉ có điều là bác đựng hai chai đó trong một cái bao Victoria's Secret. Okay. Xong rồi bác ôm vai tôi từ
từ chỗ đậu xe mà đi vô cái chỗ uống cà phê này nè, bác nói là mục sư ơi, tôi tặng mục sư cái gì này đặc biệt lắm. Thì mấy cái người mà uống cà phê ở trong khu này nè, đang ngồi khu này nè, dòm theo, không biết là bác tặng tôi cái gì. Mà nói tặng mục sư ở trong một cái bao rất là đặc biệt. Bác tỉnh bơ, bác đâu biết Victoria's Secret là gì đâu. Mà tôi, mấy người nhìn, mũi mà trợn mắt nhìn theo tôi, bây giờ tôi mới có dịp là giải thích quý vị biết là chuyện gì. Nhưng mà chúng ta nói rằng, chúng ta cảm ơn Chúa là tại vì trong Hội Thánh và trong Kinh Thánh thì Chúa dạy rất là rõ ràng. Cho nên chúng ta xin Chúa cho chúng ta không tránh, nhưng mà chúng ta đề cập và chúng ta biết cách để hướng dẫn con cháu chúng ta. Và nhiều lúc chúng ta biết cách đó để điều chỉnh đời sống của chúng ta. Đó là điều thứ nhì. Làm sao biết đâu là luyến ái tốt mà cái nào không tốt, cái nào đúng là cái nào sai. Xin quý vị cùng đọc chung với tôi câu 3 đến câu 5. Mọi người cùng đọc, tại vì là lời Kinh Thánh cho tất cả chúng ta cùng đọc. Chồng phải làm tròn bổn phận đối với vợ, và vợ cũng phải làm tròn bổn phận đối với chồng. Vợ không có quyền làm chủ trên thân thể mình nhưng là chồng. Cũng vậy, chồng không có quyền làm chủ trên thân thể mình nhưng là vợ. Vợ chồng đừng từ chối nhau, trừ khi hai người đồng ý dành một thời gian để dốc lòng cầu nguyện. Sau đó hai người hãy ăn ở lại với nhau. Kẻo khi anh chị em không tự chế nổi, Satan sẽ cám dỗ anh chị em. Đây không phải là quy luật bắt buộc để người này phải cung phụng người kia. Ngày hôm nay chúng ta biết rằng một người có thể gọi cảnh sát nếu người kia ép uổng mình, vợ chồng đối với nhau đó, phải không? Cho nên cái đây không phải là cái điều mà chúng ta áp dụng theo kiểu luật. Nhưng mà tại đây nói đến thứ nhất là phải có sự tôn trọng, thứ nhì là sự hài hòa. Ở đâu quý vị thấy chữ tôn trọng trong chỗ này? Không có chữ tôn trọng ở đây. Nhưng mà chúng ta phải đặt chúng ta vào vai trò của các ông trong thế kỷ thứ nhất thì chúng ta mới hiểu sự tôn trọng. Tại vì các ông trong thế kỷ thứ nhất mà nghe câu đầu á, nói rằng vợ không có quyền làm chủ trên thân thể mình nhưng là chồng á, thì mấy ông đồng ý liền. Nhưng mà mấy ông không bao giờ tưởng tượng trong thời đó là sứ đồ Phao-lô nói tiếp là cũng vậy, chồng không có quyền làm chủ trên thân thể mình nhưng là vợ. Có nghĩa là ông đưa phụ nữ, cái vai trò của người phụ nữ, của người vợ lên ngang tầm với các ông và những người chồng. Tại đó là phải có sự tương kính lẫn nhau, chứ không phải chỉ có một bên có quyền trên bên kia. Vợ chồng đừng từ chối nhau, trừ khi hai người đồng ý dành thì giờ để dốc lòng cầu nguyện. Sau đó hãy ăn ở lại với nhau. Như vậy chúng ta khoanh tròn chữ đồng ý với nhau. Đây không phải là quyết định đơn phương của ông, cũng không phải là quyết định đơn phương của bà, nhưng mà đây là sự đồng ý với nhau. Như vậy, đối với cái sự tôn trọng và sự hài hòa đó, thì đó là điều Chúa dạy. Đừng từ chối nhau, tại vì sự luyến ái không phải là chỉ để có con mà thôi, nhưng mà nó là sự hài hòa, tự nhiên và lành mạnh của hôn nhân. Cũng có nghĩa là người vợ sau khi có con thì không phải giống như nhiều người nói và nghĩ rằng như vậy bổn phận thiêng liêng của mình bây giờ chỉ dành cho con, còn mặc kệ những chuyện khác, những mối liên hệ với người vợ ngẫu mình. Ở trường, ở viện thần học đó, các anh em sinh viên với những người dạy có thuật lại cho tôi rằng có một cái chú đó, chú tin Chúa và chú đi học trường Kinh Thánh. Chú là người rất là trí thức ở bên ngoài. Chú rất là ham học, rất là siêng năng học Kinh Thánh. Nhưng mà đặc biệt đó, khi chú đã đọc tới sách Nhã Ca rồi, chú rất là giận và chú nghĩ rằng sao mà kỳ quá, tại sao chú lại đặt sách Nhã Ca trong Kinh Thánh? Tại vì cái sách đó là nói về tình yêu vợ chồng với nhau, mà tại sao để trong đó? Chú không có chịu. Tôi không biết mấy người kia trả lời với chú làm sao, mà chú học rất là, chứ sách Nhã Ca nó làm chú mất hứng đi. Chú nói cuốn Kinh Thánh mà tại sao có chuyện đó trong đó?
Sau này tôi nghe chú là 70 tuổi, là vợ chú mất lâu rồi. Trước khi chú nói chuyện đó, khoảng chú 70, sao chú lại lập gia đình? Tôi nói ông này cũng không sách, thích sách nhã ca, muốn lập gia đình làm cái gì? Hay là kiếm người chăm sóc mình miễn phí? Nhưng mà tôi nghĩ có thể ông học Kinh Thánh thời gian, thì ông hiểu, ông thay đổi quan điểm nào đó trong văn hóa để bằng cái quan niệm cao đẹp mà Chúa dạy. Nhưng mà lý do thứ nhì, không phải vợ chồng không từ đừng từ chối nhau là tại vì nó là sự cao đẹp, mà lý do thực tế thứ nhì đó là coi chừng bị cám dỗ. Quý vị có muốn người phố ngẫu mình bị cám dỗ không? Tôi nghe nói mà đi đổ rác 10 phút mà bị cám dỗ thì rất là nguy hiểm. Tôi nghĩ phải có cách nào khác, chứ nếu vậy mấy ông mà không đổ rác thì sao được. Mà nếu muốn như vậy thì chúng ta phải vun xới hạnh phúc gia đình và hiểu được sự luyến ái hài hòa là tôn trọng, là tốt đẹp trong ơn Chúa. Mà để được như vậy, nhiều lúc chúng ta cần phải giúp nhau vượt qua những khó khăn. Theo tâm lý học, có nhiều điều khiến người ta ngại đề cập đến chuyện này. Thứ nhất, thí dụ, có nhiều người có thể được nuôi dưỡng bởi một cha hay một người mẹ rất là độc đoán, đè bẹp con cái mình, và nó ảnh hưởng đến suy nghĩ của họ về vấn đề luyến ái. Hay là họ bị lạm dụng từ hồi nhỏ, hay họ lớn lên trong một ngôi nhà có tinh thần không ổn định và có người nghiện ngập rượu thuốc. Nghiện ngập rượu thuốc không phải là cái thuốc, cái rượu mà uống cho không đau lưng. Rượu thuốc có nghĩa là nghiện rượu và nghiện thuốc lá. Tại tôi biết ở đây có mấy ông cần rượu thuốc vì đau lưng. Có một số người lớn lên trong ngôi nhà nơi anh chị em hoặc cha mẹ có trục trặc trong đời sống cảm xúc, bỏ rơi con cái của mình. Và tất cả những điều đó có thể ảnh hưởng đến chính mình khi mình lớn lên. Như vậy, chúng ta nêu lên những điều này không phải để đổ lỗi cho thế hệ trước, nhưng để ý thức được nhu cầu của mình và tìm cách trở lại với khuôn mẫu lành mạnh tốt đẹp mà Chúa tạo dựng. Làm sao quý vị có thể vượt qua những khó khăn đó nếu chúng ta đã lỡ lớn lên ở trong cái không khí, trong cái gia đình như vậy? Tôi cảm ơn Chúa vì tại trong hội thánh chúng ta có nhiều người chuyên môn. Chúng ta có thể mời một sư Paul Lâm tới để trình bày về những cái trục trặc đó. Thì họ được trang bị để giúp đỡ chúng ta trở lại với khái niệm tốt đẹp của Chúa. Đây là điều vô cùng cần. Tại nếu chúng ta sống trong thế giới lạm dụng vấn đề phái tính mà chúng ta không nói gì cả với nhau trong gia đình, trong hội thánh, thì nó sẽ rất là có hại. Người ta nói có một cái ông đó, ông mua chiếc xe đạp, rồi người cái hãng bán xe đạp đó giao hàng cho ổng. Ổng nhận xe đạp, ổng ráp ra rồi ổng khiếu nại là thiếu cái đèn của chiếc xe đạp á. Mà ổng thấy trong chụp hình quảng cáo, cho nó gọi lại ổng nói rằng tại sao cái xe đạp mà giao hàng cho tôi không có cái đèn giống như cái hình trên cái quảng cáo. Thì họ nói là xin lỗi ông, cái đó là mấy cái phụ kiện ông phải mua thêm. Tại vì chúng tôi đâu có gửi thêm mấy cái phụ kiện được. Chúng tôi đâu có gửi thêm cho ông cái cô gái đẹp mà ngồi trên xe đạp mà trong hình quảng cáo. Điều đó có nghĩa là nhiều lúc chúng ta trong xã hội mà bán xe đạp cũng phải có một cái người mẫu trên đó. Bán xe hơi cũng phải có người mẫu trên đó. Bán cái gì cũng có người mẫu trên đó. Vì vậy cho nên chúng ta mà không hướng dẫn thì các em có thể nghiêng bên này, nghiêng bên kia, và chúng ta cũng có thể như vậy mà đánh mất cái gương mẫu tốt đẹp mà Chúa dạy. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có thể hiểu được sự tôn trọng và sự hài hòa là ý định tốt đẹp của Chúa trong đời sống vợ chồng. Và cuối cùng, đối với những hoàn cảnh khác nhau thì lời Chúa dạy như thế nào? Câu số 7, sứ đồ Phao-lô nói rằng tôi mong tất cả quý ông đều như tôi, nhưng mỗi người được Đức Chúa Trời ban cho mỗi ân riêng, người này được ân này, kẻ kia được ân khác. Câu số 8, đối với những người chưa lập gia đình và những người đang ở quá, tôi xin đề nghị rằng
Nếu họ cứ ở được như vậy giống như tôi thì tốt. Nhưng nếu họ không thể tự chế, họ nên lập gia đình, vì thà lập gia đình còn hơn là để dục tình ung đốt. Thứ nhất là ông Phaolô là người từ nhỏ tới lớn không có vợ hay là sao? Thì các nhà học giả thấy rằng ông là người trước khi tin Chúa thuộc phái Pharisee. Và ông ngồi dưới chân giáo sư Gamaliel là để được vào ở trong hội Sanhedrin, là hội đồng thẩm phán của người Do Thái. Thì những người đó buộc phải có gia đình, mà Phaolô thuộc về những người đó. Như vậy, một là ông đã có gia đình mà vợ ông mất, và ông sống như vậy để đi hầu việc Chúa. Hai là trường hợp nào đặc biệt nào đó mà ông thực sự là độc thân từ đầu. Nhưng mà ông nói rằng nếu có những người độc thân mà được như tôi thì tốt thôi, không sao, phải không? Cái chữ đặc biệt chúng ta để ý là Chúa nói, ông nói riêng, ông dùng cái chữ độc thân á, ông nói rằng vì ông dùng chữ ơn, vì Đức Chúa Trời ban cho mỗi ơn riêng. Chữ ơn trong tiếng Hy Lạp là charisma, là chữ ân tứ. Nói đến ân tứ giảng dạy, ân tứ nói tiếng lạ, ân tứ chữa bệnh là ân tứ. Nghĩa là đây là một cái sự ban cho của Chúa. Có thể dĩ nhiên lòng chúng ta ao ước ân tứ đó, nhưng mà có nghĩa là có những người sống độc thân mà tinh thần, tâm linh của họ rất là ổn định, rất là vui vẻ, và họ có nhiều bạn rất là lành mạnh. Và đó là một cái ơn Chúa cho. Cho nên dạy về luyến ái trong hội thánh không có nghĩa rằng không có những đời sống độc thân vững vàng, tốt đẹp. Thứ nhì là chúng ta cần phải biết điểm yếu của mình. Nhưng nếu họ không tự chế thì họ nên lập gia đình. Chúng ta biết rằng có nhiều người thì yếu về tiền bạc, có nhiều người thì yếu về mặt danh vọng, nhưng mà có nhiều người yếu về tình cảm. Mà cái yếu nào cũng có thể làm sụp đổ hạnh phúc, sự nghiệp, tiếng tăm của một người. Làm sao quý vị và tôi biết được yếu của mình? Rất là đơn giản, hỏi người phố ngẫu là biết liền. Hỏi anh yếu về tiền, về tình hay là về tiếng là người phố ngẫu mình biết liền. Hỏi người bạn của mình, người bạn chân thành của mình là biết liền. Và khi mình biết được điểm yếu của mình thì Kinh Thánh nói chúng ta đừng có đi meo theo lề vực thẩm. Có nghĩa là nhiều người lái xe trên đèo á thì đi thiệt là sát, nói đâu có sao đâu, nhưng mà vô cùng nguy hiểm. Có nghĩa là nếu quý vị thích ăn buffet thì ăn đi buffet, chứ đừng có đi casino ăn buffet nếu quý vị thích đánh bài. Nếu quý vị yếu về tình cảm thì đừng có đi tập thể dục bằng cách khiêu vũ ở trong hộp đêm. Nếu mà quý vị vào như vậy computer, quý vị mà coi phim á, thì nên quay ra cái chỗ cho vợ con thấy, chứ đừng có coi một mình. Đó là biết được điểm yếu của mình. Có những người có thể yếu luôn cả ba, cho nên chúng ta cẩn thận thì tốt. Điểm cuối cùng chúng ta học, đó là ngay cả trong hôn nhân với người khác đức tin cũng có thể trở thành sứ mạng. Vì hỡi người làm vợ, biết đâu chị em sẽ cứu được chồng mình. Và hỡi người làm chồng, biết đâu anh em sẽ cứu được vợ mình. Nhiều lúc trận chiến và sứ mạng này rất là dai dẳng. Người cô của tôi lập gia đình với một người không tin Chúa, và cô đã trả giá 40 năm thì dượng tôi mới tin Chúa. Ông là người rất tốt, ông thấy ông tốt hơn nhiều người trong hội thánh, cho nên ông không bao giờ tin Chúa. Nhưng khi Chúa cảm động ông tin Chúa thì năm sau ông trở thành giáo viên trường Chủ Nhật nổi tiếng ở một hội thánh ở Sài Gòn. Năm nay cô dựng tôi 90 mấy tuổi, mà ông là người đầy ơn Chúa và làm chứng.
Ông kể với tôi là công an lái xe đạp phường khóm vậy ngang. Ông kêu vô, ông nói, chú em ở lại bác hỏi cái này. Thì mấy người đó thấy ông già chín mấy tuổi kêu mình trong xóm là ngừng lại liền. Thì dưỡng tôi ông hỏi rằng, chú em có ăn cơm không? Ông hoảng hồn nói, dạ có. Nói biết cơm đến từ đâu không? Có người không biết trả lời, có người nói dạ lao động có. Ông nói là dốc. Lao động mà không có cái hạt giống là làm sao mà ra có cơm, phải không? Cơm là trời cho. Biết chưa? Phải biết ơn trời. Dạ, lái đi, ông khác đạp xe đạp tới, ông nói ngừng lại, tôi hỏi, biết cá từ đâu có không? Biết hiểu không? Có nghĩa là ông Dưỡng tôi không tin Chúa đó, thật sự, và tự nhiên ông nói cái gì là cũng có đức tin trong đó. Nhưng mà cô tôi trả giá 40 năm. Điều tôi muốn kết thúc đó là tôi nghĩ kể chuyện đi. Tại vì tôi có một người bạn hồi ở Việt Nam thì tâm sự với chúng tôi, nói rằng anh nói thiệt, anh lấy vợ anh quá thương chị, mà tại vì anh thương má vợ của anh. Bà cụ là bà tốt lắm kìa, bà trong nhà thờ ai cũng thương bà đó. Cho nên hồi bà cụ bà hỏi anh là hay là con lấy con của bác đi, anh dạ liền à. Bây giờ anh có đứa con rồi mà anh thấy là mình sống chung với nhau giống như chó với mèo vậy, mình giống như ở chung nhà vậy thôi, chứ không có quyến luyến, không có thích gì đó. Sau này tự nhiên tôi gặp lại anh bên Úc, mà anh chị vẫn sống chung với nhau. Tôi định hỏi ảnh có giống còn giống chó với mèo không, nhưng mà chưa có dịp hỏi ảnh. Nhưng mà tôi nghĩ, tôi không biết làm sao, tôi nghĩ một á, là anh này tự nhiên ảnh phát triển một tình cảm với chị. Hai á, là mấy chục năm nay ảnh đau khổ vô cùng. Phải không? Sống chung với nhau mà không có cái sự quyến luyến, thân ái của những người đồng hành đặc biệt mà Chúa cho thì rất là đau khổ. Cũng vậy thưa quý vị, nếu quý vị đi nhà thờ mà không có đời sống biết Chúa là ai, không có đời sống cầu nguyện với Chúa, thì quý vị sẽ đau khổ nhiều lắm. Tại bên ngoài đó muốn làm gì làm, muốn ăn gì ăn, muốn uống gì uống, muốn chơi với ai chơi, phải không? Còn quý vị đi nhà thờ khổ lắm, đồng ý không? Chuyện gì lời Chúa cũng hướng dẫn mình hết. Và điều đó có ý nghĩa khi nào mình biết Chúa. Khi mình phục vụ mà thỉnh thoảng bị hiểu lầm, mà mình biết là điều đó là tôi làm vì cớ Chúa và tôi bị hiểu lầm vì cớ Chúa, thì nó vô cùng ý nghĩa. Còn nếu không có Chúa thì những điều đó rất là vô lý, không có được lợi gì hết, mà còn chuốc khổ vô cho chính mình. Đó là lý do tại sao Chúa nói tình vợ chồng là biểu tượng cho tình yêu của Chúa đối với chúng ta. Và ngược lại, vì có tình yêu của Chúa đối với chúng ta, cho nên chúng ta được khích lệ để nhen lại tình vợ chồng, hay là làm vững đời sống độc thân của mình trước mặt Chúa. Xin mời chúng ta đồng đứng, chúng ta hướng lòng về Chúa để cảm ơn Chúa về gương mẫu tốt đẹp của Ngài. Và nếu Chúa nhắc nhở chúng ta điều gì đối với đời sống gia đình, đối với con cái chúng ta, đối với người phó ngẫu của chúng ta, đối với đời sống độc thân của chúng ta, thì chúng ta thưa với Chúa. Kính lạy Chúa, chúng con dâng lời ngợi khen cảm ơn Chúa đã tạo dựng nên con người chúng con và thiết lập hôn nhân và hạnh phúc của hôn nhân. Chúa ơi, chúng con đang sống giữa cuộc đời mà tất cả những điều đó đều bị bóp méo, bị lạm dụng trong nhiều cách khác nhau và ảnh hưởng không ít thì nhiều đến đời sống của chúng con, tinh thần của chúng con, hạnh phúc của chúng con. Chúa ơi, Ngài biết được cuộc đời mỗi chúng con đang ở đâu. Và chúng con xin Chúa bày tỏ cho chúng con có thể biết được chúng con cần rịch lành điều gì.
chúng con cần làm vững vàng lại điều gì? Đâu là những điều khó khăn mà chúng con phải vượt qua trong phương diện tinh thần? Và đâu là những ưu tiên mới đối với người phối ngẫu của mình mà mình cần có? Đâu là những điều vui mừng, bình an của một cuộc sống độc thân được ơn trước mặt Chúa? Thì xin Chúa cũng cho tất cả chúng con, dầu trong hoàn cảnh nào, chúng con được vững vàng theo Chúa trong hoàn cảnh đó. Chúng con cảm ơn Ngài. Lạy Chúa, xin chính Chúa cảm động chúng con bước theo Ngài. Và vì cớ chính tình yêu của Chúa đối với chúng con, thì xin Chúa cũng cảm động chúng con có thể hy vọng trong mọi sự và nhen lại được những điều tốt đẹp mà chúng con nghĩ đã lụng tàn rồi. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.